Chào các bạn, hôm nay giới thiệu cho mọi người một bộ phim. Một chàng trai trẻ dùng 30 đồng tùy ý mua một chiếc điện thoại, sau đó cậu liền có được siêu năng lực. Bộ phim có tên Hellphone. Sid sau Upizer, một học sinh cấp 3 thích thầm một cô gái tên Anze. Khi tan học, Sid cầm theo ván trượt của mình, định biểu diễn tài nghệ trước mặt Anze. Kết quả cậu lại không cẩn thận đụng trúng thùng rác, khiến cho chiếc thùng rác bị đổ, rác rơi vãi khắp lên người cậu. Nhưng Anze không những không chê bai cậu, thậm chí còn kéo cậu lên. Lúc Anze rời, cô còn lấy điện thoại ra để có thể trao đổi số điện thoại với Sid. Nhưng gia đình Sid nghèo, cậu không có điện thoại, nên đã để lỡ mất cơ hội này. Sid trở về nhà, bị kích động nên cậu quyết định sẽ mua một chiếc điện thoại. Như vậy, cậu có thể yêu đương cùng với Anze. Đầu tiên cậu tìm mẹ mình, mẹ cậu cho cậu 30 đồng. Sau đó, cậu tiếp tục đến chỗ Fritz làm việc, với mong muốn ông ấy có thể trả cho cậu 50 đồng tiền công. Fritz vô cùng vui vẻ đưa cho cậu 100 đồng. Sid vui đến nỗi mắc cài răng cũng sắp bị cậu làm rớt ra. Nhưng khi cậu lật tớ tiền lại, mới phát hiện đây chỉ là một trò đùa quái đản của ông Fritz. Thứ mà ông ta đưa cho cậu là một tờ tiền giả. Sid chỉ đành cầm theo 30 đồng trong túi, đi đến một quán bán điện thoại. Ông chủ quán rất nhanh liền lấy ra các mẫu mã điện thoại khác nhau, nhưng cái rẻ nhất cũng phải mất hơn 100 đồng. Sid chỉ đành xấu hổ, nói thật với ông chủ mình chỉ có 30 đồng. Nhưng ông chủ quán cũng rất biết làm ăn. Ông đi vào nhà kho và lấy ra một chiếc điện thoại hình quỷ đen bám cho Sid. Khi Sid vừa trả tiền, ông chủ liền nói thật ra đây chỉ là một chiếc điện thoại hỏng. Nhưng khi Sid cầm nó trong tay, thì điện thoại lại lên nguồn. Nhìn thấy điện thoại vẫn tốt, ông chủ tiệm liền muốn cướp nó về, nhưng Sid không ngốc, cậu cầm lấy điện thoại rồi chạy đi. Sid sau khi mua được điện thoại, lại tiếp tục đi tìm Anze xin số điện thoại, nhưng không ngờ Anze thật ra lại không hề có hứng thú với cậu. Đã vậy cậu còn bị Clemens, bạn thân của Anze chế giễu. Khi cậu đang trong giờ học, chiếc điện thoại ma quỷ đột nhiên tự quay số. Nó gọi điện cho Margot, bạn thân của Clemens. Sau khi nghe xong điện thoại, Margot đột nhiên dùng đèn cồn trong buổi thí nghiệm đốt tóc của Clemens. Sau đó, khi bị hiệu trưởng hỏi chuyện, Margot lại hoàn toàn không nhớ được vì sao mình làm vậy. Sau khi tan học, Sid cùng bạn mình là Tiger đi mua đồ, lại gặp phải một ông chủ hạnh huệ gây khó dễ. Sid và Tiger chỉ đành về nhà. Sid sau khi về nhà, tự mình tưởng tượng ra cảnh gặp mặt với Anze, sau đó tự lẩm bẩm một mình. Không ngờ chiếc điện thoại lại tự động gọi cho Anze. Anze ngại ngùng vội vã tắt máy. Cậu tìm thấy số của Anze trong điện thoại mình, khiến Sid bắt đầu hoài nghi về công năng của chiếc điện thoại. Tại tiết toán ngày hôm sau, Sid thảo luận với Tiger về chuyện điện thoại của mình tự động quay số. Chuyện này khiến thầy giáo dạy toán tức giận. Thầy giáo cầm phấn ném chúng vào đầu Sid đang nói chuyện. Sau đó thầy giáo gọi Sid đứng dậy trả lời câu hỏi. Lúc này chiếc điện thoại tự động tính ra đáp án. Nhờ vậy mà Sid dù không nghe giảng vẫn có thể trả lời được câu hỏi. Nhưng thầy giáo cảm thấy cậu gian lận bằng điện thoại, vì vậy liền trực tiếp ném chiếc điện thoại qua cửa sổ. Câu chuyện thần kỳ như vậy bắt đầu xảy ra. Ngày hôm sau, chiếc điện thoại tự động xuất hiện ở đầu giường của Sid vào buổi sáng. Nó còn dùng chức năng laser để làm hình bánh sinh nhật chúc mừng Sid. Còn người thầy dạy toán tối đó đã nhận được cuộc điện thoại từ chiếc điện thoại ma quỷ, khiến cho miệng phun ra rất nhiều bột phấn. Sid khi nhận thức được điều này bắt đầu thực hiện một điều ước. Cậu gọi điện thoại cho thư ký hiệu trưởng trường để xin cho cả trường được nghỉ, sau đó đổi bữa trưa tại trường thành hamburger và coca. Họ tiếp tục tìm đến ông chủ đã làm khó họ, kêu ông ta diễn đủ các loại động vật, thậm chí còn lấy được rất nhiều đồ miễn phí. Hai con người vô cùng hạnh phúc và bắt đầu những ngày tháng ăn chơi lu bù. Bọn họ đến quán bar uống rượu, thậm chí họ còn thông qua chiếc điện thoại hạ lệnh cho hiệu trưởng ăn con cá hề mà ông ấy thích nhất. Tiger cảm thấy chiếc điện thoại quá tuyệt khiến cậu nổi lòng tham, vì vậy cậu hy vọng có thể mượn chiếc điện thoại của Sid để dùng. Sid tuy không nỡ nhưng vẫn đưa điện thoại cho Tiger, nhưng chiếc điện thoại lại hiện rõ sự ghét bỏ, bày tỏ cậu không thể sử dụng nó, sau đó tắt nguồn. Ngày hôm sau, điện thoại của Anze bị hai người đi xe máy cướp mất. Sid giúp cô đuổi theo họ và lấy về. Điều này khiến Anze cảm thấy có ấn tượng tốt với Sid, khoảng cách hai người ngày càng gần. Điều này thu hút sự chú ý của một chàng trai khác cũng thích Anze. Cậu hạ lệnh cho một vài người bắt Sid lại. Còn Sid sau đó cũng dùng điện thoại ra lệnh cho chàng trai này đến một buổi khiêu vũ của nhà hàng. Cậu ta còn ở trong đám đông hôn một cô gái. Điều này khiến cho Anze vô cùng thất vọng về cậu ta, nên cô đã đồng ý buổi hẹn hò với Sid. Vì để chuẩn bị buổi hẹn hò này, Sid đã chọn lấy bộ đồ đắt nhất thành phố, thậm chí còn tháo cả niềng răng xuống. Đến ngay cả khi Tiger mang đến hai chiếc vé buổi hòa nhạc yêu thích nhất của cậu ấy cũng không thể ngăn cậu. Sau cùng Tiger tức giận rời đi. Sid cuối cùng cũng có thể ở bên nữ thần của mình, mọi thứ vô cùng sang trọng. Nhưng công dụng của chiếc điện thoại sau đó vẫn bị chàng trai thích Anze phát hiện. Bọn họ hợp lại cướp đi chiếc điện thoại, nhưng chiếc điện thoại không nghe lời của họ, thậm chí nó còn khiến cho một chàng trai trong số họ sau khi ra lệnh cho nó liền bị bắn ra khỏi xe và bị đâm chết, bởi vì cảnh sát phát hiện ra điện thoại của Sid ở hiện trường. Vì vậy họ bắt Sid và Anze lại. Sid sau đó liền lợi dụng chiếc điện thoại để chỉ huy cảnh sát thả họ đi một cách thoải mái. Tại đồn cảnh sát, Sid biết được ông chủ tiệm gà cậu làm trước đó cũng bị điện thoại khống chế, khiến ông tự đưa đầu mình vào chiếc chảo dầu sôi để chiên giòn. Sid khi này nhận thức được sự đáng sợ của điện thoại, liền bắt đầu nghĩ ra đủ các phương pháp tiêu hủy nó hoặc làm mất nó, nhưng tất cả đều thất bại. Điện thoại còn thông qua chữ phụ để nói cho Sid nó phải giết hết tất cả những người bên cạnh cậu, bao gồm cả Anze. Điều này khiến Sid sợ hãi. Khi cậu vội vàng đến nhà Anze, tất cả bạn bè của Anze đã chết hết.
Còn Anze cũng suýt chút nữa bị mẹ cô ấy giết chết. Anze sau khi được xích cứu, đã gợi ý hãy dùng máy ép thủy lực của mẹ cô để tiêu hủy điện thoại. Nhưng ngay cả khi bị máy ép thủy lực ép thành hình vuông, thì nó cũng rất nhanh chóng khôi phục trở lại. Cuối cùng Sid đã nghĩ ra một cách, dùng nitơ lỏng để đóng băng nó, sau đó vứt nó xuống biển. Các bạn trẻ, nếu các bạn mua được một chiếc điện thoại như vậy, bạn sẽ chọn cách dùng nó thực hiện điều ước, hay là vứt bỏ nó? Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu thích tôi thì hãy theo dõi tôi, chúng ta hẹn gặp lại sau.